Xin chào các bạn. Ai đi Nha Trang mà tìm quần ốc ngon, rẻ, bình dân, giá hợp lý thì đi theo mình nha. Ốc Mỹ Anh 42 Lương Định Của. Đây là quán bình dân ngồi vỉa hè. Từ trung tâm chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai, như các bạn bắt Grab đi thì nó cũng không xa lắm. Đây là quán ốc Mỹ Anh rồi đây. Mình đi hai người do chẳng biết cái món nào ngon lắm, cho nên là mình cứ gọi bừa là một xó huyết me, một ốc móng tay xào rau muống, một ốc len và một hàu phô mai. Kết quả là cũng hay hò ra phết. Đây là ốc gì? Đây là ốc cũng chẳng biết ốc gì. Thôi cứ ăn thôi. Để cài cái này vào đây ông rén. Đây rồi các bạn ơi, ốc len thơm béo ngậy, hàu phô mai vừa béo vừa thơm, lại có vị mặn mặn. Ốc móng tay xào rau muống thì thơm và ngọt thơm rồi. Ở Nha Trang mình vẫn kết nhất hai cái loại nước chấm xanh đỏ đỏ này. Bác nào ở Nha Trang ấy, cho mình biết là mua ở đâu được không để mình đặt ship về Hà Nội. Chấm hải sản chuẩn. Ôi rồi. Mời các bạn thưởng thức với mình nha. Đã ra món mình thích nhất rồi đây nha. Sóng sốt me. Quá ngon, ngọt cực kỳ. Ngon mà, con đấy ngon. Hôm mèo đi Hạ Long mèo được ăn, mèo thích luôn từ hôm ý. Không, làm gì sống, chắc là hấp hay sao? Bây giờ là... Ngon à? Hôm mèo đi ăn ở Hạ Long là hấp. Hấp nó còn tươi nguyên. Cái này không cần chấm nữa, cái này nó đã ngon sẵn rồi. Con này thì ngon, vị vừa gọi là nêm nếm vừa ăn nhỉ, đậm đậm. Còn cái loại ốc này nãy mình gọi đây là nó là ốc gì nhỉ? Ốc len. Ốc len à? Hay ốc gì mình chẳng biết, nhưng cũng cái này ăn rất béo, cái nước của nó cũng béo luôn. Cái này là béo nhá. Chúp. Thế còn cái ốc móng tay là xào rau muống đây. Ốc móng tay xào rau muống cũng vừa ăn, chấm với cái sốt này mình không biết là sốt gì, nhưng mà nó như kiểu là mù tạt đấy nhỉ. Thơm thơm. Ốc hôm nay chưa nay ăn thì là 100 nửa cân. To ngon hơn. Còn ăn con hàu này đi. Hàu phô mai gấp về bát ăn đi. Rồi, ra đây.
mỡ tẹo gì, như thể là giấy viết. Quán mình là ngồi ngoài vỉa hè, cốc sử dụng cốc nhựa một lần, giấy sử dụng cái loại giấy lau gì mà mình chả biết bao giờ. Loại này là để tác dụng gì, lau nó không thích bằng loại giấy bình thường đâu. Đấy, xin mời các bác tiếp tục chiến đấu nhé. Ui, sau khi đánh chén no nê không còn thừa một cái gì thì mình quyết định nghỉ ăn 4 món. À, đi thôi thì tối quá nên là hết mất đồ, cháo cũng không có, mì xào hải sản không có, nhum cũng hết. Nhum hết thôi, còn cháo mì xào hải sản không có luôn. Ừ, hình như là gạch ở trong menu rồi ấy. Thì bây giờ chỉ là bán ốc nữa thôi. Mồm gọi ốc len rồi. Ừ, sò huyết me này, ốc móng tay này, ốc len và hàu phô mai, đúng không? Lúc nãy mình gọi ốc len mà xong mình chẳng biết đấy là ốc len. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.